cả nhà quay lại kênh YouTube của Tranh 3D Minh Lợi. Đến hẹn lại lên, video ngày hôm nay là dành cho các bạn tuổi hổ nha. Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi hổ là người có tính cách mạnh dạn, lạc quan, thích chinh phục những thử thách mới. Và trong bất kỳ tình huống nào thì người tuổi hổ luôn là người đầu tiên muốn bắt tay vào hành động. Nội dung của video ngày hôm nay, Tranh 3D Minh Lợi sẽ giới thiệu đến các bạn tuổi hổ top 7 mẫu tranh treo hợp phong thủy giúp mang lại may mắn, vượng khí và tài lộc. Xin mời các bạn cùng đón xem nhé. Những người tuổi hổ rất can đảm, dũng cảm và hoang dã, bản năng nổi loạn cộng với ý chí sắt đá có thể khiến họ gặp rắc rối, nhưng cũng có thể là mồi cho ngọn lửa thành công. Người sinh năm Dần có sức mạnh và sự quyết liệt giống như con giáp mà họ mang tên. Lòng can đảm khiến họ rất được tôn trọng, ngay cả bởi những kẻ chống đối. Chúng ta cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, đó chính là top 7 mẫu tranh treo hợp phong thủy cho người tuổi Dần. Đầu tiên là tranh sơn thủy hữu tình. Với những người cầm tinh con hổ mang mệnh mộc hoặc thủy thì bức tranh về sơn thủy hữu tình là một trong những sự lựa chọn không nên bỏ qua. Treo bức tranh vẽ về cảnh núi non hùng vĩ giúp tạo nên sự thoải mái, dễ chịu hơn khi bước vào căn phòng. Bên cạnh đó, bức tranh còn nói lên khát vọng to lớn về sự tự do và thống trị muôn loài của chúa tể rừng xanh. Vì vậy, có thể nói bức tranh sơn thủy hữu tình chính là bức tranh giúp mang đến cho gia chủ tuổi Dần nhiều may mắn trong cuộc sống. Thứ hai là tranh cửu ngư quần hội. Cũng tương tự với tranh sơn thủy hữu tình, bức tranh cửu ngư quần hội rất phù hợp với những người mệnh mộc, mệnh thủy tuổi Dần. Cửu ngư quần hội không chỉ mang đến ý nghĩa về sự no đủ, tài lộc, sung túc, bức tranh còn tiếp thêm cho gia chủ tuổi Dần ý chí bền bỉ, dũng cảm trong kinh doanh, đồng thời còn giúp chủ nhân của nó vượt qua nhiều khó khăn để chạm đến thành công. Theo phong thủy, hình tượng cá chép thể hiện cho sự may mắn khi sử dụng trong phòng khách, còn khi treo trong phòng làm việc, bức tranh sẽ mang đến sự thành công, thăng tiến trong công việc. Thứ ba là tranh mã đáo thành công. Theo phong thủy thì ngựa thuộc hành hỏa, vì vậy bức tranh mã đáo thành công với đàn ngựa chạy trên thảo nguyên rất phù hợp với những người tuổi Dần mang hành hỏa. Hình tượng chú ngựa là biểu hiện cho sự mạnh mẽ, trung thành, kiên trì và bền bỉ nhất. Trong bức tranh, 8 chú ngựa chạy tiến nhanh về phía trước trên đồng cỏ, biểu thị cho nguồn tài lộc, sự thăng tiến, thuận lợi trong mọi công việc, đồng thời còn mang đến sự dồi dào về sức khỏe, đất đai được mở rộng cho gia chủ tuổi Dần. Thứ tư là tranh hoa lan. Tranh hoa lan trắng hoặc vàng sẽ rất phù hợp với những người tuổi Dần mệnh kim. Bởi theo phong thủy, hoa lan là loài hoa tượng trưng cho những điềm báo tốt lành và may mắn trong cuộc sống. Với những gia chủ cần sự bình tâm trong tâm hồn sau khi vừa vượt qua khó khăn, rắc rối thì bức tranh này là điều không nên bỏ qua. Thứ năm là tranh thuận buồm xuôi gió. Đây là bức tranh phù hợp nhất dành cho tuổi Dần mệnh thủy khi treo ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Tranh phong thủy thiền và biển giúp mang lại cho gia chủ tuổi Dần nhiều may mắn, thuận lợi. Thứ sáu là tranh tứ quý tùng trúc cúc mai. Cũng như các loại tranh phong thủy về thiên nhiên khác, tranh phong thủy tứ quý mang đến cho người tuổi Dần nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Không chỉ là sự sung túc, ấm no, tranh tứ quý còn tiếp thêm cho gia chủ một nguồn năng lượng mới dồi dào, đồng thời xua tan tà khí ở trong căn phòng. Thứ bảy là tranh làng quê Việt Nam. Bức tranh phong thủy về tranh làng quê với cánh đồng lúa chín vàng mang đến cho người tuổi Dần những sự tốt lành nhất. Không chỉ là sự sung túc, no đủ, cảnh làng quê còn khiến cho tâm hồn con người trở nên nhẹ nhàng, bình yên hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp cho các bạn tuổi hổ có cho mình những kiến thức bổ ích trong việc lựa chọn tranh treo phù hợp. Các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe cũng như chia sẻ video cho Tranh 3D Minh Lợi nhé. Kiến thức tại video được chúng mình tham khảo và tổng hợp nhiều nguồn từ Internet. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về tranh phong thủy cho tuổi hổ theo ngũ hành thì hãy truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả video nhé.
Ở video tiếp theo thì Trang Bình Lợi sẽ hướng dẫn các bạn tuổi Mão cách lựa chọn tranh treo hợp phong thủy. Xin chào và hẹn gặp lại.